bánh da lợn, bánh lăng. Đây là bánh bò nè thưa quý vị, bánh bò. Cái này là đông xương. Cái này là củ sắn. Cái này là trái cây và chè. Hấp dẫn quá. Wow, quá hấp dẫn luôn. Có nhiều loại cá lắm quý vị. Dạ, xin được kính chào quý ông bà, cô bác, cô chú, anh chị, các bạn cùng trở lại với kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, hôm nay em phải nói rất là chỉnh tề, lần chỉnh tề đầu tiên trên cái YouTube. Và kính thưa quý vị, hôm nay là một buổi tối Noel, một buổi tối ngày 24 tháng 12 năm 2023. Và em đang có một cái vinh hạnh rất là lớn luôn thưa quý vị. Em đang đón hai đoàn. Em xin được phép gọi là khán giả đang có mặt tại Việt Nam. Họ trở về quê ăn Tết. Và đây cũng có thể là lần đầu tiên mà họ đón Noel, cũng như là đón Tết Tây, và đặc biệt là ăn Tết ta, ăn Tết Nguyên Đán tại Việt Nam. Và hôm nay là quý vị, em đang có mặt ở ngoài biển. Và phía bên này là quý vị, ở đây là Hòn Đỏ. Hòn Đỏ Nha Trang là phía bên này. Còn cái hướng bên đây đó quý vị là cây cầu vượt. Qua khỏi cầu vượt là tới khu vực Hòn Trồng Nha Trang. Và hôm nay, kính thưa quý vị, em muốn giới thiệu đến quý vị đó là một cái nhà hàng buffet, một cái nhà hàng hải sản mang tên là Rolly. Và ở đây á, nhà hàng Rolly Buffet thì quý vị cũng đã quá quen thuộc rồi. Một cái nơi rất là ngon và đầy thú vị đến với lại những khách du lịch cũng như là khách nội địa. Và hôm nay nè, đây là một cái vị trí mới, một cái vị trí mới và đặc biệt là mới khai trương trong ngày hôm nay luôn. Xin mời quý vị hãy cùng đi với em. Hôm nay là có mưa đó quý vị, mưa lất phất, và cho nên cái khu vực ngoài trời này hiện nay là không có khách. Và rất là tiếc khi đón Noel trong một cái thời tiết mưa như thế này. Và bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu nữa, em xin bật mí đến quý vị. Hôm nay em đón hai đoàn khách đến từ đất nước Úc. Một vị khách, một gia đình, đó là chị Hương từ Ninh Tân, Ninh Tịnh, Ninh Hòa thưa quý vị, ở Ninh Tịnh, Ninh Hòa. Và một vị khách nữa đó là gia đình của chú Hùng. Chú Hùng là chú Nguyễn Văn Hùng ở xóm Cồn Giữa đó quý vị. Vừa rồi thì chú cũng đã gửi rất nhiều yêu thương về với quê nhà để mà mang niềm vui, mang yêu thương đến với lại bà con khó khăn. Và ở đây quý vị thấy cái nhà hàng Rolly là đáng lý ra là sẽ rất là đông khách trong buổi tối ngày hôm nay. Mặc dù là hôm nay trời mưa đó quý vị, nhưng mà bên trong vẫn còn nhiều bàn ghế lắm. Và bây giờ xin phép mời quý vị hãy cùng đi với em vô trong cái nhà hàng Rolly này để thưởng thức buffet cũng như là cùng trò chuyện với lại hai gia đình của những vị khán giả, chú Hùng sớm cùng giữa và chị Hương ở Ninh Tịnh, Ninh Hòa. Dạ, xin mời quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay em đi với con trai. Chào con. Dạ, chào quý ông bà, cô bác. Dạ, kính thưa quý vị, ở đây á, là nhà hàng Rolly Buffet Hải Sản. Này, cẩn thận nha con Trơn nha. Rất là vui khi hôm nay rất là được một cái sự vinh hạnh đón những vị khách. Và bây giờ xin phép mời quý vị hãy cùng thưởng thức và trải nghiệm cái live buffet như thế này. Dạ, xin mời. Dạ, kính thưa quý vị, đây là một dãy live buffet ở nơi này. Nhà hàng Rolly hôm nay là ngày đầu tiên khai trương luôn đó quý vị. Đầu tiên em muốn giới thiệu đến quý vị là cái diện tích và cái không gian ở bên trong. Những cái dãy bàn này rất là rộng và thoáng. Có một điều khá là đáng tiếc là tối hôm nay lại có mưa đó quý vị. Ở đây mỗi cái bàn đó là có một cái lò than nướng và một cái bếp lẩu. Và bây giờ thì em xin phép được ghi hình cận cảnh cái khu vực live buffet để quý vị cùng theo dõi. Cái này là những món nướng và thịt. Dạ,
Cái này là sườn ướp nè quý vị, sườn non ướp. Cái này là thịt heo. Cái này là lòng mề gà. Rất là lạnh luôn nữa vậy, lạnh bốc khói luôn. Bên đây là có mấy cái rau để co lên. Còn hôm nay là cá. Hôm nay biển động lắm quý vị, cho nên là hải sản thì cũng có thể là không có được xâm tụ cho lắm. Mấy cái này là để ăn lẩu. Cá này cũng để ăn lẩu luôn thưa quý vị. Vẹm sò. Cái này là tôm càng xanh. Tôm càng xanh nước ngọt. Ở miền Tây này rất là nhiều đó quý vị. Chút nữa thôi họ sẽ phiêu đầy cái chỗ này. Tôm sú các bạn. Tôm càng xanh miền Tây. Đây gia đình chú Hùng luôn ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Đây là gia đình của chú Hùng đó quý vị. Và bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu nữa, xin phép mời quý vị đến giao lưu và trò chuyện cùng với lại hai gia đình. Hôm nay em được một sự vinh hạnh rất là lớn luôn, đi chung với lại bà xã và hai cháu. Em ơi, em chào ông bà cô bác đây. Nè em cầm đây. Chào ông bà cô bác. Rồi nói gì nữa không? Chúc làm sao? Hôm nay Noel nói chúc ông bà cô bác làm sao? Chúc ông bà cô bác Giáng sinh an lành. Chúc bà cô bác Giáng sinh an lành. À, giỏi. Em ăn gì đấy? Kính thưa quý vị, đầu tiên thì em xin phép mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với lại chú Hùng đến từ đất nước Úc. Và chú Hùng là một người con của Nha Trang, một người con sớm cùng giữa. Kìa, con chào chú Hùng. Dạ. Hôm nay là không khỏi đói. Dạ. Dạ, ghi hình thôi ha. Dạ. Dạ dạ. Đây là gia đình của chú Hùng nè quý vị. Hiện nay đang định cư ở xóm cùng Hoàng Sợn đó. Dạ. Chào mấy chú, chào cô. Còn bên đây là gia đình của chị Hương, cũng đến từ đất nước Úc luôn, đi cùng với lại ông xã. Chào chị. Dạ chị ơi, có điều gì muốn chia sẻ không chị? Hôm nay rất vui và vinh hạnh được gặp chị. Chia sẻ gì, biết chia sẻ gì giờ? Ngày hôm nay là chị mới đáp chuyến bay xuống Việt Nam luôn hả chị ha? Đúng rồi. Dạ, chuyến bay như thế nào vậy chị? Chuyến bay gì? Nói chung là không ổn chút nào. Dạ. Chờ đợi không ổn chút nào. Có bị delay ha? Delay. Dạ. Good evening, sir. Not now. Merry, yeah, good evening, sir. Merry Christmas to everybody. Yeah, thank you, sir. Okay. A happy new year. Yeah, thank you. We have new year different to you people. We have, yes, different. When do you have your happy new year? In February, do you? Happy new year in February, Holly? First of, we have ours on the 1st of January. Yeah. You knew that. Can you put that on there, please? I've already had. I hope your family will have so many happy in Vietnam. Yeah. Yeah, okay. Yeah. What's he doing here? Holly, can you put that on there? Yeah, thank you, sir. Thank you for that. Nice to meet you, sir. Yeah. Không sao đâu chị, vui mà.
Did the man in Shoresby North in South Australia, he's the one that gave us the cans or the money to give rice for the people. Do you know that Vietnam House, the man that gave us the money so we could buy rice for the people in Vietnam? You knew that? Yeah, I know that, yeah. Look, what's he say? Excuse me, sir. Now you stay here. You are in Vietnam. Yeah, you can meet everyone and you can say Giáng sinh an lành. Giáng sinh, Giáng sinh an lành, Vietnamese. Giáng sinh an lành. Giáng sinh an lành. Yeah, and Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Oh, that's too much for me. I'm an old fella. Yeah. Oh, yeah. It's okay, sir. Yeah. Yeah, thank you for that. Yeah. Dạ, cái nên quý vị rất là vui khi được trò chuyện với lại ông xã của chị Hương. Chị Hương ơi, có thể muốn giới thiệu những người ở trong gia đình không chị? Dạ. Dạ, cái nên quý vị, một điều bật mí đến quý vị là cũng trong thời gian sắp tới thôi, em cùng chị Hương sẽ về lại chỗ xã Ninh Tịnh, Ninh Hòa, và sẽ có rất nhiều những phần quà yêu thương gửi đến cho bà con khó khăn ở nơi quê nhà, nơi sinh ra và lớn lên của chị Hương đó quý vị. Hôm nay cũng là một video kỷ niệm một cái chuyến về thăm Việt Nam. Chào mấy anh với chị. Giáng sinh an lành nha. Con chào cô. Dạ, đây mình thưởng thức được không cô? Được. Ngon không cô ạ? Ngon. Ngon ha. Dạ, hôm nay rất vui và vinh hạnh khi được đón tiếp gia đình chú Hùng đến với lại ở đây, và chú Hùng rất là dễ thương và đầy giàu lòng nhân ái luôn. Cảm ơn gia đình và cảm ơn chú Hùng rất là nhiều. Dạ, con chúc gia đình ngon miệng. Dạ. Chú Hùng nãy giờ ăn được cái gì chưa? Dạ, dạ. Nãy giờ là chăm sóc cho những người thân ha. Dạ, dạ. Dạ rồi. Năm mới. À, mình hôm nay là mình già, nhưng mà cũng được cái có cái duyên này là gặp được lại, là cũng là một nhà một cái YouTube, là mình cũng mừng và hát được những cái bà con, những cái kẻ đồng hương của Nha Trang mình là ở đây là quay nhiều, và cũng trong mùa Giáng sinh này thì cũng thấy rất là vui vẻ và gặp đồng hương rất nhiều, gặp bà con, gặp xóm làng, gặp tất cả mọi người ở đây là cũng rất mừng. Dạ. Cảm ơn lại rất nhiều, lại đã nhiệt tình và làm những cái chuyện từ thiện đến với đồng bào quê hương của đồng hương Nha Trang mình. Thì mình mong tất cả các bạn bè anh em cố gắng một vòng tay để mà giúp đỡ cho lại, để có thêm một, có một vòng tay mừng, có mấy trăm phần, bây giờ phải thêm 1,000 phần, 2,000 phần để giúp lại cho bà con. Càng dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn nhiều. Dạ, con chúc gia đình mình đón Giáng sinh an lành. Dạ, vạn sự bình an, chúc ngon miệng. Dạ. Em gái ơi, em gái nãy giờ ăn cái món nào ngon nhất đâu, giới thiệu cho ba được không? Em thích nhất là món gì? Nãy thích nhất ăn món gì? Ăn xúc xích ngon không? Có. Rồi, cảm ơn con gái nha, cho ba mượn đi. Nè, review ba nè. Ba ơi, hôm nay lần đầu tiên tới với Rolly, mà Rolly cũng là lần đầu tiên mở tại đây luôn. Thì cảm xúc của con hoặc là cảm nhận của con bây giờ là như thế nào? Dạ, mình thấy là con rất là vui vì được ăn ở đây, và những món ăn ở đây cũng rất là phong phú và rất là ngon. Con có cảm thấy tươi không? Đồ ăn đây nè. Dạ, đồ ăn đây phải nói là rất 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 là tươi luôn. Rất tươi luôn à. Nãy giờ con ăn được món gì rồi? Giới thiệu được không? Con ăn thịt bò ha. Dạ, nãy giờ con ăn thịt bò và rất nhiều loại thịt khác. Nhưng mà con thấy cái món ngon nhất ở đây là món tôm. Tôm càng xanh đó hả? Dạ. Dạ, nhìn món tôm này to béo. To béo. Đây gấp sẵn cho ba rồi đó hả ba ha? Đây, đây này, của ba luôn đó hả? Nhiều dữ dằn vậy đó hả? Tại mày nướng xong mày để.
À, thích ăn hàu lắm nè. Cái này cái gì mình kêu người ta đổi than cho mình. Nhưng mà còn than nhiều lắm. Biết sao không? Nó tạo một cái lớp cho ở bên dưới rồi. Không mới à, để nó đỡ, tí nữa đỡ. Nướng hết cái mẻ này nó đỡ. À. Tôi miễn phí hả? Excuse me, can I have a glass of beer? Yeah, thank you, sir. Chị Hương ơi. Dạ, xin mời. Dạ, Merry Christmas. Merry Christmas. Dạ. Dạ, cheer, cheer. Where your glass? Yeah. Eat up beer. Yeah. Yeah. I'm drinking this. Yeah. Beautiful. Yeah. Dạ con mời bác. Con mời bác cùng lên với con ha. Dạ chúc bác Giáng sinh an lành. Dạ. Dạ mấy bạn. Ở đây bia tươi là miễn phí hết thưa quý vị. Bia tươi có một cái quầy nước uống và tráng miệng ở bên kia. À, rồi xin mời, xin mời. Rồi, yo. Yo. Việt Nam ơi, 1 2 3 yo. Merry Christmas to everybody. Yeah, Merry Christmas to everybody. Christmas. Tomorrow Merry Christmas. Yeah, tomorrow. Christmas yeah. Day. Yeah, Christmas Day. Yeah, tomorrow. Ở đây một không khí rất là vui và ấm áp luôn thưa quý vị. Lần đầu tiên được đón tiếp hai gia đình một lúc. Và rất là vui và vinh hạnh khi một lần nữa em xin được phép nêu ra cái cảm xúc của mình. Rất là vui khi được đón tiếp gia đình chị Hương. Và càng đặc biệt hơn là ngày hôm nay, đúng là cái ngày đầu tiên mà anh chị đáp chuyến bay xuống với lại Việt Nam. Và cách đây khoảng chừng 2-3 tiếng đồng hồ thôi, chưa chuẩn bị được gì nhiều và có điện thoại cho em và đã đặt bàn trước ở khu vực này. Nhà hàng Rolly, đây là một chi nhánh của nhà hàng Rolly ở khu vực khi trường cũ đó quý vị, là ngay cái chỗ 86 đường Trần Phú, ngày xưa đó là đường Phạm Phú Quốc, ngay phi trường cũ. Và rất là vui nữa là đón tiếp gia đình của chú Hùng, thật sự là cảm thấy rất là may mắn và đầy vinh hạnh. Không khí Giáng sinh tới rồi. Đây nó hả bà lấy mấy đồ nấu lẩu đó hả? Cái này nướng, cái hàu bỏ ra, sò cũng bỏ ra luôn đi con. Được, bỏ lẩu được. Không, cái đó nhiều khi nó dính ấy đó. Ừ. Bỏ ra ngoài luôn cái đó để nướng đi. Cái này con lấy mấy con ngao á, con ngao cái vỏ nó sạch hơn. Nó tròn 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 đó con. Ừ. Bạn kia, em nhỏ nè, chơi với em đi. Ly của chú Hùng đâu? Đây, 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 đây. Đây ha. Dạ, con mời chú. Uống đây uống à, không làm luôn. Dạ, để con mời chú bên kia luôn. Con mời chú. Dạ. Dạ, chúc chú sức khỏe. Dạ, Giáng sinh an lành. Uống anh thầy gạch cho mấy là bệnh tiền nó không có sao lắm này uống. Dạ. Máy tính đừng hợp anh để đưa tiền trước, nói giờ chưa đưa giấy đưa tiền gì hết rồi không sao. Dạ, vui quá chú, cho con ôm chú một cái. Dạ vui ra vui ra mình tính thấy là lại quá vui lại cũng bữa nào chú có rảnh thì đi chung với con đi, đi chung với con đi chỗ này chỗ nọ đi làm từ thiện cho vui. Vui đúng. Dạ. Đúng đang tính tới vô sườn đồ quay già rồi mới dạ. Tính đi chơi khoảng 3 tháng thì mình đi lòng vòng được hết. Dạ, dạ. Đi vui cho nó vui chơi. Cậu thấy thấy của đây quá vui, chúng mình là quá vui quá vui quá. Đặc biệt là cái chỗ cơm không đồng, cơm 2000 đang nhắc chú. Và chắc hẳn là sau clip này họ sẽ biết là chú về đó.
họ mong muốn là được chú ghé thăm và thưởng thức cơm để trải nghiệm coi thử cơm như thế nào. Ngày thứ sáu tính lên trên 2,000. Dạ. Thấy lại làm già ra em là quá thấy quá vui. Dạ, dạ. Thấy thương lắm chú. Lần đầu tiên bà con được tiếp xúc với lại cái chương trình bốc thăm trúng thưởng. Nhiều khi họ không có hiểu bốc thăm trúng thưởng là gì hết. Thấy làm vui. Dạ, thấy tội lắm. Tội. Dạ. Thì chú cũng rất cảm ơn. Hôm nay là được sự gặp gỡ vậy là quá là tình cảm là quá vui, cái tình đồng hương. Dạ, tình đồng hương của cha cha là quá vui rồi. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Đúng rồi, con lấy đúng rồi đó, con bỏ hết vô lẩu luôn cũng được. Ô nhiều quá vậy, ăn hết không? À. Nhớ phải ăn cho hết nha con nghe. Cái đầu đó ăn được không? Cái đầu đó ăn được không? Múc hả? Múc đi. Múc đi. Xin mời gia đình nha, ai có ly thì lên ly nha. Dạ rồi, xin mời gia đình Giáng sinh an lành. Chúc mừng năm mới luôn. Dạ. Ok, cạn ly luôn ha. Lắc kèo nè, lắc kèo nè. Bên đó lắc kèo chưa? Cố gắng nha. Nãy giờ ăn ở đây thì cảm nhận của bạn như thế nào? Cảm nhận á hả? Là cầm luôn, cầm luôn. Dạ, cảm nhận của em là lần đầu tiên ăn buffet á. Vậy luôn đó hả? Thấy, dạ, lần đầu tiên ăn. Cảm thấy rất là nhiều món ăn. Mà cũng thú vị cái là nướng, đặc đồ hải sản, đồ tương. Dạ. Còn thiếu thì mình thấy sao? Vui mà. Ở đây được là có thêm cái lẩu cho mình nữa. Nhiều khi ở mấy chỗ khác là không có lẩu, chỉ là nướng thôi. Ở đây là cũng là một cái chi nhánh của Rolly chỗ sân bay á. Nhưng mà ở đây là mới hơn. Ngày hôm nay là ngày khai trương luôn đó. Đúng rồi. Và cảm giác là không gian đây rất là rộng và thoáng. Rồi chúng con miệng luôn. Rồi. Con chào bác. À, cảm nhận của bác ngày hôm nay là như thế nào vậy bác? Thì rất là vui, sum họp gia đình. Dạ. Đầy đủ, để ăn uống cho vui vẻ. Dạ. Thì lễ Noel. Dạ. Con chúc mừng cho gia đình được vui vẻ tất cả. Dạ. Con chúc bác nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Dạ. Dạ con xin phép. Dạ. So happy today, sir. Yeah, so happy today, sir. Happy today, very, very happy. I've had the last 24 hours, 3 hours sleep. Yeah. 3 hours sleep in 24 hours. That's all I've had. You know, flying from Australia to here has been very hard for me. You know, so yeah, so not. Oh, you're recalling me. It gives me maybe. Let me see. Okay, maybe this time in Australia, Merry Christmas. It is. Yeah. Tomorrow, Christmas Day. Very important day in Australia. It's a lovely day. Christmas in Australia, people are very kind. Yeah. They're very nice people. The day after, they go back to what they were. Yeah. All right. Best wish to you and your family. Yeah. My families are all dead. Yeah. Yeah. I'm the only one left, and I'm not too good. I've got leukemia. I found out you know what leukemia is? Yeah, I know. Blood cancer. My two other brothers died of
cancer as well. Yeah. And my sister died of Alzheimer's, dementia. Yeah. Otherwise, we're in peak condition, I am. Sad story, isn't it? Life goes on, mate. Yeah. Cheer. So I miss them at Christmas time. Yeah. That's why Christmas is important to me, because I miss them a lot, you know, my family who have passed away, you know. You understand that, don't you? Yeah, I understand. But it's good I'm here with Holly's family. Very good. I really do enjoy coming here and having a few raspberries with them, all right? Yeah. Thank you for sharing. Yeah. That's no problem. Yeah. You're doing a good job. I hear tell you do a lot of work for the people that are poor. People that have got no money, you work very well with them and try and help people with no money. Are poor people, don't you? Very good. I'm proud of you. Yeah. Thank you, sir. Bless you. Yeah. Yeah. Kính thưa quý vị, đây là gia đình của chú Hùng. Đây đã tới đông đủ rồi. Dạ. Rất là đông vui luôn thưa quý vị. Dạ kính thưa quý vị, bây giờ thì em sẽ thưởng thức mấy cái món hải sản ở đây. Nãy giờ nướng và đang rất là nóng luôn. Đây là món hàu, wow nóng quá. Không có cầm nổi luôn. Nóng ha. Dạ xin mời quý vị. Ở đây hàu rất là ngon luôn và tươi. Chưa nói luôn. Dạ xin mời quý vị. Đóng móng tay nữa nào quý vị. Nay được may mắn có lộc ăn thưa quý vị. Dạ xin mời. Em thích ăn hàu lắm quý vị. Có những bữa mà hồi còn đi làm á, mấy anh em ở quê mà có làng chài có hàu á, ăn cái món hàu sữa mà chỉ cần nặn chanh cho thôi, tá chanh ăn rất là đã luôn. Mấy con tôm này cái đầu đâu ăn được đâu hả? Đầu ăn được không? Có gạch hả? Bỏ lên cho nó nóng đi. Bỏ lên đây hâm cho nó nóng. Mấy cái càng này ăn cũng thịt lắm nè. Ba ăn cái này nữa không? Ăn hết rồi hả con? Nướng chín cái càng luôn đi con. Đây em thích ăn món hàu lắm. Wow. Con này là vừa chín tới nè, hồi nãy nó bị teo quá mẹ ha. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Dạ xin mời quý vị, con này mới đã nè. Ngọt. Rất là ngọt luôn. Wow, nóng quá. Đây kính thưa quý vị. Bốc khói luôn nè. Hàu Việt Nam.
cô ăn mấy con hàu này, cái nước nó bên trong nó ngon lắm. Bây giờ là phiêu lên đầy luôn rồi thưa quý vị. Bây giờ em sẽ đi review đến quý vị một cái lai khác. Ở đây là lai tráng miệng trước đi. Ở đây là có bánh ít lá gai, bánh da lợn, bánh lăng. Đây là bánh bò nè thưa quý vị, bánh bò. Cái này là đông xương. Cái này là củ sắn. Này là trái cây và chè. Trái cây và chè đó quý vị. Đây là các món gỏi. Đây là bánh ướt, bánh hỏi. Bánh bèo. Thêm cái bánh bèo nữa nè quý vị. Là bánh ít tôm thịt, bánh ít mặn. Cái này là gỏi cuốn. Bánh nậm nữa nè, có bánh nậm nữa. Đậu hũ và xúc xích. Bún lọn, bún lá đó. Ở ngoài trời thì đang mưa. Mưa to lắm, đang mưa to lắm quý vị. Ở đây còn một like ở trên lầu nữa. À, chắc là đang trong quá trình hoàn thiện. Mưa quá không có thể nào mà đón nhiều khách được. Cũng đang khá là đông luôn. Một vị trí mới để quý vị có thể tha hồ mà lựa chọn những cái món hải sản của mình khi đến với Nha Trang. Wow, nhìn cái nồi lẩu của mình hấp dẫn quá. Wow, quá hấp dẫn luôn. Có nhiều loại cá lắm quý vị. Ôm bạn mình, gia đình mình mới tới thêm hả? Full bạn luôn á, bây giờ qua bạn bên đây luôn. Wow, rất là tuyệt vời. Đây là gia đình của chú Hùng nè quý vị.
một không khí Giáng sinh trong ngày hôm nay, đón Noel rất là tuyệt vời. Chú Hùng ơi, năm nay bà con mình về đây ăn Tết gì nhiều hả chú ha? À, vui vẻ luôn, quá đông luôn. Dạ, dạ, dạ. Ăn về là quá đông chứ còn đông. Dạ, dạ. Ăn quá vui luôn. Dạ. Dạ, trưởng bộ của Lợi hả? Quá vui hả? Dạ, dạ, cảm ơn chú, dạ. Có mì nè mẹ, cho mẹ có mì nè. Mỹ Úc, Canada, Mỹ Úc. Đủ thứ vui vẻ rồi, hải già đồng hương mình không à, ở Nha Trang hôm nay rất là vui. Dạ, chính mình là quá vui, quá vui. Năm nay theo con quan sát đó chú, theo con quan sát là ở Việt Nam mình là nhiều bà con kiều bào về thăm quê hương lắm. Đúng đặc rồi. Biệt là dịp Tết đây nè, dịp Tết này với hơn nữa là chúng ta là già quá là vui, quá đông quá vui. Dạ, vui vẻ mà ăn đồ ngon không à, ăn dạ buffet hải sản đây là quá vui. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Dạ, dạ. Dạ. À, chúc gia đình mình Giáng sinh an lành, hạnh phúc, mạnh khỏe, bình an. Dạ. Rồi ngày 29 sẽ gặp lại và những phần quà yêu thương sẽ gửi đến bà con ở Ninh Tịnh. Dạ. À, cái gì nhờ hội phụ nữ phát quý giùm em. Dạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị và bữa tối. Dạ. À, bây giờ thì em vô em chào chú Hùng nữa, sau đó là em về. Dạ, xin mời quý vị. Dạ, con chào chú Hùng với gia đình. À, con xin phép về trước nha chú. À, mấy đứa nhỏ nó tới giờ nó đi đúng rồi, về đây. Dạ. Rồi cái gì mình liên lạc sau. Dạ, cảm ơn chú. Rồi. Dạ. À, rồi, okay. Dạ, con xin chào. Okay. Dạ, vui chào vui cô với chú. À, dạ, vui con vui xin vui chào. Vui chào mấy anh. Dạ. Hôm nay quá vui, quá vui, quá vui mấy bạn ơi. Mấy quá vui đi. Dạ. Phải ủng hộ. Chúc gia đình mình Giáng sinh an lành, năm mới vui vẻ. Dạ. Là chú còn có biết nữa, nhiều chuyện là còn. Dạ rồi. Đời mình phải lý sinh. Dạ, dạ. Mình con sẽ sắp xếp thời gian để chống cái những ngày con sẽ đồng hành với chú. Đúng. Dạ. Rồi. Dạ rồi, con xin phép. À, rồi, dạ. Rồi. Dạ chào anh. Rồi, dạ. Okay. Chào chú nha. À, rồi, dạ. Rồi mình đi về thôi. Nè, chào ông bà cô bác đi. Chào ông bà cô bác. Chúc ông bà cô bác Giáng sinh vui vẻ an lành. Dạ, đến đây cho phép em được kết thúc video này. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt ạ. À, trân trọng.